Ý thứ hai, câu hỏi thứ hai, lễ Vu Lan con không về chùa dự được, con gửi lễ vào nhờ làm sớ cầu siêu, cầu an cho gia đình. Vậy công đức của người gửi và người đi dự lễ có bằng nhau không ạ? Các vị nghĩ xem, có bằng không? Nếu mà bằng thì tôi ở nhà tôi gửi thì tội gì, đúng không? Người ta phải mất công đi, thân tâm ý đều đi, mình thì có mỗi chút gì, có tâm với có một chút gì, có chút lễ thôi. Làm sao mà bằng họ cả thân cả tâm đều đi được? Đương nhiên người ta được 10 phần, mình cũng giỏi lắm được 5-7 phần là cùng thôi, như thế tốt rồi, còn hơn là không có tí nào, đúng không? Đó, đấy. Hôm nay tôi mà nói với các quý vị là người đi và gửi bằng nhau, lần sau các cụ này bảo là thôi chả đi gửi, thế hóa ra Phật là thiếu vài cân hoa quả, là thiếu mấy cái đồng bạc các vị gửi hay sao? Không có. Công đức khác nhau. Chúng ta thành tâm dùng ba nghiệp thân khẩu ý, đối trước Tam Bảo Phật tiền, đối trước chư Tăng để cùng đồng tu, để cùng nhau tu tập suốt 3 ngày, mà lúc nắng lúc mưa. Hôm qua thì nắng thì nóng đổ mồ hôi, hôm nay mưa thì ướt con nhon ra, mà chúng ta vẫn gì, vẫn nhất tâm, công đức nó mới viên mãn. Này ở nhà thì ngồi gì ạ, mưa thì đắp chân, thậm chí vừa nằm vừa đắp chân, vừa mở cái điện thoại, cái iPad hay cái tivi đó để xem chúng ta tu rồi EA theo. Làm sao mà công đức bằng người ta, chúng ta ngồi đây được, đúng không? Khác nhau chứ. Hoặc chúng ta gì, chúng ta bỏ tiếc ở nhà, ví dụ đang đi làm hay đi chợ đi búa gì đó, một ngày kiếm ra vài trăm nghìn, kiếm ra triệu bạc, bây giờ gửi đi ở nhà đi làm mà được 500 nghìn, gửi đi mất có 200 nghìn thôi. Nếu mình đi mất 300 nghìn tiền xe, mất 500 nghìn, lại mất thêm 500 nghìn đi làm nữa, mất 1 triệu bạc, ta gửi đi mất có 200 bạc, bên nào lãi? Đương nhiên là họ nghĩ là gì, họ ở nhà nó sẽ lãi hơn, đỡ được 800 nghìn. Nếu mà khởi ra cái ý niệm như vậy thì xin thưa các vị, mình được 10 phần công đức, họ chưa được 1 phần công đức. Đấy. Có hiểu không? Đấy. Nói như vậy chẳng khác gì thì bảo là tôi cần gì phải đi tu, cần gì phải xuất gia, ở nhà lấy vợ lấy chồng rồi tùy hỷ người xuất gia, công đức cũng như nhau. Thế thì nguy quá, đạo Phật thế thì hỏng ngay rồi. Một vài chục năm sau chả còn bóng dáng nào xuất gia nữa, không còn tăng đoàn nữa, thì Tam Bảo có còn không? Không còn nữa. Đó, ai cũng bảo là gửi ở chùa đấy, bận là không đi được chùa, cho nên gửi đi ấy, thì làm sao có cái đạo tràng trang nghiêm như thế này, đúng không? Không có. Cho nên tôi nói với Phật tử này ở Hà Giang này là gì, ở Lào Cai này, đấy, người ta đi người ta được 10 phần công đức, Phật tử gửi tâm thành đến đâu được, giỏi lắm được 5 phần công đức mà thôi. Nếu mà không thành thì được 1-2 phần công đức, mà còn không thành nữa thì được một chút xíu xíu như cái móng tay mà thôi. Đấy, không trả lời thật đấy, đây là trả lời nghiêm túc đấy.